người, lại là Linh đây. Việc giao tiếp tiếng Anh tốt đã mang đến những lợi ích gì cho Linh? Cùng điểm qua nha. Mình có nhiều cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài, mở rộng thị trường không chỉ là trong nước mà còn quốc tế. Có cơ hội tham dự các chương trình trao đổi được tổ chức bởi các nhãn hàng quốc tế. Bởi thế, tiếng Anh vô cùng cần thiết. Hiện tại, hầu như khi bạn làm bất kỳ công việc gì, đều cần tiếng Anh và biết tiếng Anh là một lợi thế rất lớn. Và với những người đang đi làm bận rộn, việc học tiếng Anh không còn khó khăn nữa. Nhờ khóa học Live Class tại Upmed English sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh giao tiếp của bản thân. Đây là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm tối đa thời gian học, cải thiện kịp thời lỗi phát âm, trọng âm và ngữ điệu. Nội dung chương trình, lộ trình học được cá nhân hóa, tập trung xây dựng phản xạ giao tiếp theo nhu cầu của học viên. Giảng viên bản ngữ giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ giảng dạy. Khóa học cũng cam kết hiệu quả, bạn sẽ có thể phát âm, đọc đúng tiếng Anh sau 2 tháng. Tìm được một khóa học hợp lý mà Upmed đang có ưu đãi siêu hấp dẫn. Các bạn hãy ghé landing page để cập nhật ưu đãi tháng này và đăng ký ngay nha. Linh chờ sự cải thiện của bạn đó. Tạm biệt.